chẳng có nghe đâu mà nói. Thế thì bản thân em có thích cái cửa gỗ này không? Không. Đấy, tại sao không thích cái cửa gỗ này? Cháu cảm ơn bác rất nhiều và bác thì đang gửi thì cho cháu mua một cái cửa sổ. Cháu rất thích cửa sổ nhưng mà không có tiền thì bố đi mua một cái cửa gỗ thôi. Xin kính chào tất cả quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, thưa cô chú ạ, hiện tại thì em Tuyên đang có mặt ở trong thôn Đề Chia. Thì như hôm trước thì các cô chú đã thấy là nhà chú Sử cũng đã đi ra mua những bộ cửa về để chuẩn bị lắp cho cái ngôi nhà mới của đôi vợ chồng trẻ, chính là đôi vợ chồng con nuôi của mình. Thì con nuôi thì chính ra thì cũng là một người con của mình thôi cô chú ạ. Vì sự thực đối với gia đình chú Sử thì hai vợ chồng thì không có con đẻ. Và người con này thì là con của em của chú Sử. Và em của chú Sử mất rồi mà bản thân chú Sử đã nuôi em mua từ thời tầm 2 tuổi các cô chú nhá. Đó thì vì khi đó chồng mất, mẹ lại đi lấy chồng. Và để lại người con thì chú Sử lấy người con này về nuôi. Vì cháu mua thì vẫn luôn mang họ Vàng, Vàng Bí Mua. Nó không, kể mẹ đi lấy vợ chồng khác thì cũng không thể để con lấy mang họ Vàng được. Đấy thì mọi người cũng biết là người dân tộc Mông trên này nó đặc biệt là như vậy. Tại sao có nhiều hoàn cảnh ở những kênh YouTube khác và nhiều hoàn cảnh các cô chú thấy đều là chồng chết, mẹ đi bỏ đi lấy chồng đúng không ạ? Đấy thì tại sao em Tuyên nói cho mọi người biết để hiểu tại sao người đàn ông trong cái cuộc sống ở trên vùng cao và là một người trụ cột rất là quan trọng đối với bà con trên người Hơ Mông này. Đó. À đây thì bên này hôm nay là ngày lập mái của nhà em Thề nhá. Thì nhà em Thề cũng đã xin phép là mượn một chút bàn ghế về và có thể mượn bát đũa về để là nhà em Thề hôm nay làm một bữa cơm nho nhỏ cảm ơn bà con đến giúp vận chuyển mái, vận chuyển bờ lô và có bữa cơm để cảm ơn bà con. Còn chính thực thì nhà Thề vẫn chưa vào nhà mới. Mà quay lại cái vấn đề nhà em mua lại đi vào đây. Thì hiện tại thì em Xá đang làm hộ em Tuyên làm caramel. Thì ở đây này thì như hôm qua nhà chú Sử ra mua cửa thì em Tuyên cũng vào thì cũng thông báo ngay một cái tin vui cho cháu Ly là có một bà giấu tên đã ủng hộ cho gia đình mình 1 triệu để mua cái cửa, chính là cái cửa ra vào thôi Xá, cái cửa đằng bên bếp ấy. Từ đầu là gia đình mà không có cửa đấy thì một bà đã tặng 1 triệu để làm cái cửa rồi. Và khi xem theo những video thì các cô chú thấy là nhà chú Sử thì đấy cũng phải lựa mắm. Nói chung là lựa cơm gấp mắm. Em Tuyên thì câu tục ngữ thì nó không được sành lắm. Có nghĩa là phải lựa vào cái số tiền của mình để mua những cái cửa sổ cho nó phù hợp. Thì hai cái cửa mặt tiền thì chú Sử là mua 2 cửa kính. Nhưng mà cái cửa sau thì chú Sử lại mua cửa gỗ giống nhà Xá. Thì ra nhà Xá đã làm rồi. Thế bây giờ Xá cho anh biết một chút thì em lắp cửa gỗ thì nó tốt ở chỗ nào mà không tốt ở chỗ nào. Em thử nói nào. Nào, đâu, cho đây thử nói xem nào. Ví dụ đây nhá, cái cửa đằng sau nhà em ấy. Thì cái cửa đằng sau nhà em không lắp cửa gỗ. Nó không tốt ở điểm nào mà nó tốt ở điểm nào? Em ví dụ cái bí của nó ở chỗ nào? Cửa gỗ thì nó lúc nào nó là nhà xong thì nó đóng được cái mông bà cái vậy và vậy độ ấy. Thì chị thế thôi. Thì hai cuộn bên đấy thì nó chỉ cuộn sắt tốt hơn nhiều mà. Thế thì bây giờ rút kinh nghiệm đến nhà mình làm rồi đấy, mình thấy là lỗi đúng không? Ờ. Nhà mông nó là nhà máy tổng ca, nó chỉ lấy cái cuộn gốc ở trong cuộn trắng thôi. Hay cái cuộn cuộn bồ thì cuộn ra vào bồ thì nó chỉ lấy một bê thì cuộn sắt cũng được mà. Thế tại sao em không được sắt? Em sắt là cuộn sắt mà bố bảo em phải làm cái cuộn gỗ thì nó đóng cái bạt thời độ thì nó không bằng cái cửa chính thì ok. Còn ví dụ như cái cửa sau buồng của em ấy, bây giờ tại sao anh thấy em đã đợt vừa rồi là thì tối quá đúng không?
ở Trà Lạt tổ mà em mua thêm đèn năng lượng đúng không? Mua đèn năng lượng mà chắc là em chắc là nhiều sai nhưng mà bây giờ thì là xong rồi. Đó đấy là cái thiệt thòi của mình là mình làm kiểu gỗ nó nhìn nó đẹp nhưng mà khi là ở trong này là không có điện. Đúng rồi. Nếu bà con có điện thì lại không sao. Đúng rồi. Không có điện nên là rất là tối đúng không? Thế thì hôm nay cũng vào vấn đề đi. Đi vào trong nhà chú Sử này thì gặp vợ chồng em mua một chút. Chú Sử thì em tôi nghĩ là đang bận ở bên nhà em thề. Thì chú Sử cũng là một người khá là lớn tuổi. À đây. À, nho rồng. À, nho rồng ly nhá. Đấy. Thì đang đứng đợi bọn anh đúng không? Đó thì hôm nay hôm qua bác thợ đã xây đến đây rồi à? Đi rồi. Cũng khá là nhanh đấy xá. Nhưng vì tốc độ ở đây là bác thợ là có 5 bác thợ. Vâng. 2 người phụ là 7 người. Đúng ạ. Bây giờ xây kiểu là bác thợ đội này là cũng dồn quân vào. Vâng. Xây rất là nhanh. Đúng rồi. Khi có cửa đây. Xin chào nhé. Rồi xin chào. Đấy. Ông chồng này thì xây nhà thì ông chồng không biết trong túi là có bao nhiêu tiền. Đúng không rồi. Biết là mẫu nhà thiết kế như nào. À. Rộng như nào. Chán đời ông chồng này á. Có mỗi bà Ly này thì biết nhưng mà Ly lại là con gái lại không có tiếng nói mấy. Nó vì là con biết dâu. Nó không biết cái gì thì nó chỉ đợi bác thợ là đấy. Là thế nào thì lấy thế đấy thôi. Nhưng mà như xá theo xá thì xá có thấy là cái phòng ngủ này hơi nhỏ không? Hơi nhỏ. Ly có thấy hơi nhỏ vía, không? Chắc là một vía thì to giống nhau nhà em nhà ấy, chị 2 mét rưỡi cả nó em chị nhìn nó bé hơn tí thì em phải 2 hơi nhỏ luôn. 2 mét 7, 2 mét 8. Nhưng mà đáng lẽ là từ đầu anh bảo Ly là thực ra Ly thích cái mẫu nhà như nào anh biết thừa. Dạ. Ly thì cũng xây như này cũng được nhưng mà Ly bảo muốn là Ly cũng muốn là xây rộng ra một tí. Dạ. Đúng không? Ví dụ bây giờ nha hai vợ chồng đặt cái giường đây. Đặt cái tủ vào đây thì hơi chật. Đúng. Đúng như Ly. Bây giờ ví dụ như ở nhà 5 bà cháu của anh bây giờ cho cái giường cho tủ vào thoải mái luôn. Đúng. Mà kiểu phòng ngủ của anh bây giờ ít nhất phòng anh phải có giường có tủ ở trong thay quần áo thì anh phải thay trong buồng chứ ai mang ra ngoài phòng khách thay bao giờ. Đúng không? Quần áo của mình thì mình phải trong bóng buồng. Nói chung là Ly thì phải đôi khi em phải tư vấn cho bố. Em biết nhưng mà nói chung là em phải có cái lời nói ấy xá. Mà tư vấn là bố ơi, con thích mẫu nhà như này, bố xây một lần thì bố giúp con xây như này. Đó. Thế cho anh hỏi Ly nhá. Có chú Sử không? Bố em hôm qua ra mua cái này là cái cửa này là lắp ở đây đúng không? Đúng chưa? Để cho ông mua biết cái cửa này lắp ở đâu chưa? Đúng chưa? Vì ông mua này vớ vẩn lắm, không biết là lắp ở đâu cơ. Sai hiểu không? Đó, cái cửa mặt tiền lắp cái này thì rất là đẹp. Ok, nó sáng nữa. Đó, thì thế nhưng mà ở đằng sau kia. Đâu xem nào. Cửa này thì to rộng rồi, đẹp rồi. Nhìn ở trong không nhìn ra, ở ngoài không nhìn vào được. Đúng chưa? Cái này nó mà nó không sát bao nhiêu. Hả? Nó sát mà nó sát không tốt, nó nhàm em. Vì nó cái này nó nhìn vào thì nó tốt quá em. Tối quá, nó không sáng bao nhiêu gì. Nó sáng, chị nhà em đấy, nhà nam bà cháu thì sáng hơi nhiều. Cái kính này kính màu, kính đen. Kính đen. Nó nói chung là, cái mặt tiền thì kính này ok rồi. Thì các cô chú bảo là nhìn rất là thích. Thế thì sáng đứng về đây để có thể dịch cho, mà chả phải dịch vì Ly ở đây, Ly ấy rồi. Nhưng mà sáng là người đã xây nhà rồi. Thế thì như hôm trước nha Ly nha, đúng không? Thì Ly đã bảo với bố, với chồng em là hôm trước là anh Tuyên đã thông báo là có một món quà là một bà giấu tên tặng 1 triệu để mua cái cửa bên kia chưa? Bảo chưa? Bảo rồi gì? Thế là bố với chồng biết rồi gì? Đấy thì nhá, may nhá, may hôm đấy bố chồng em còn nghe anh. Đúng rồi. Vì các cô chú đấy bảo là may còn nghe Tuyên chứ nếu mà không để cái cửa đấy thì nó cực kỳ bí. Đúng rồi. Nhà xá làm rồi, xá biết. Của em thì em chỉ để cái kia thì em khám lúc nào không nào mới có tiền thì phải làm một cái nhà đốc riêng không không ở trong nhà vì là nó đố ở trong nhà chắc là phải làm một cái cửa sổ cua bù vào ấy kể cả cửa buồng. Thế mà em đốt ở trong nhà thì bây giờ anh cho em hỏi em làm nhà xong mấy tháng rồi? Chắc là một tháng thôi. Một tháng hơn. Thế bây giờ em đốt cái bếp được bao nhiêu lâu rồi? Chắc là một tháng thôi. Thế bây giờ cái bếp đấy, cái phòng đấy đen chưa? Chắc là đen một tí. Anh thấy cả cái nhựa ở trên là đen rồi nữa cơ. Đấy nhá, Ly thấy nhá. Nếu mà không có ống khói thì đen xì rồi. Đây xá bây giờ còn hạn chế đun nhá. Đây xá là còn không dám đun là cám lợn ở đấy nhá. Chị đố làm một ít cơ cho ông hai vợ chồng em rồi. Đấy nhá, Ly nhá. Đấy, nói cho ông mua biết đấy. Nên tại sao chú Phúc Trần chú tặng cho món quà? Nếu mà làm ống khói như nhà thề
thì chú sẽ tặng cái gạch để lát nền và cái chậu rửa bát đấy, thì chú mới tặng. Còn nếu tặng xong mà ông xây bếp, ông vẫn cứ xây như kiểu nhà xá, thì sau này đun bếp chắc chắn anh đảm bảo với xá 100%, khói đen xì nhà luôn. Đúng mà, em biết, chị em biết rồi. Đó. Bây giờ thì em có gá làm một cái thêm thì em làm một cái nhà riêng, không phải không phải đấu ở trong nhà. Nhưng như từ em làm cái nhà kia thì em nhìn chắc là nó đề rồi mà bây giờ em không không đấu ở trong nhà, đấu làm một cái nhà. Đến nhà em có đất thì em còn làm ở trong nhà, làm thêm. Ví dụ nhà ly này, từ đó ông mua, ông bảo là nhà thì là mới ở đây. Ví dụ ăn cơm thì lại nấu ở nhà cũ, sợ mang sang đây à? Làm sao thì được, nhà mình nhà riêng rồi. Đúng. Phải có bếp riêng, phòng vệ sinh riêng chứ, đúng không? Ai ví dụ đây là nhà hai bố mẹ còn gần nhau, thế nhà xa nhau thì làm thế nào? Đúng không? Nhà xa nhau, ví dụ nhà bố ở đây, ví dụ nhà mình ở đằng bên kia thôi, thì lúc nấu ăn thì bê kiểu gì? Đúng. Nói chung là ly thì ly hiểu, nhưng mà chủ yếu là ông mua là đôi khi là không được đi học, nên là cái tiếp cận những cái mới biết. Với lại thanh niên này là không đi làm thuê nhiều, cũng không biết được đâu vào đâu. Em đi làm thuê em còn biết. Thì trẻ lại hơi may một tí đấy, không có công ty vào thì em không đi làm thì em không biết đấy. Bây giờ em chắc là ở công ty như có hai thì bây giờ em biết một tí rồi, đúng không? Biết một tí chứ đấy. Không phải biết nhiều, thì biết đầu 10% thôi. Nhưng mà Ly đây, Ly biết nhưng mà Ly lại không dám nói. Nó thế tại sao Ly không nói với bố như thế? Tại sao không góp ý với chồng luôn? Nói, chồng có nghe đâu mà nói. Không nói rồi không nghe. Không nghe đánh cho trận. Không nghe đánh cho trận. Nói không nghe. Xây nhà phải như thế, mà xây xong nó xấu như thế thì nó đen xì thì nói chỉ chẳng không nghe là không được. Thôi đấy, anh nói vui thế thôi. Nhưng mà em phải đôi khi thì Ly phải góp ý một tí. Vì xây nhà của mình thì mình cũng có quyền nói mà. Vì sau này cái nhà này với bọn em nợ nần bao nhiêu thì sau này vợ chồng em phải đi trả nợ, đúng không? Thì em cũng phải có quyền nói. Phải có quyền nói, tham gia một tí, bảo bố ơi, xây như này không được, sau này nó tối, nó hỏng, đen xì. Đó. Thì cái nhà kia thì nó bây giờ nó đã xây thì bây giờ xây ông khó cũng được mà. Bây giờ ông khó chị làm xong thì em mới nói. Chị ông khó thì em của em thì em người em không giống người trong thôn này, cụ làm người em làm một cái nhà riêng ấy, không em nhìn cái nhà góc nhà thì em thí thì em mới làm được trong đấy. Đó. Đấy nha, thế nói chung là Ly thì Ly cũng biết, nhưng mà thôi thì bây giờ thì đôi khi là các cô chú góp ý thì Ly xem cố gắng động viên bố và tuyên truyền cho bố nữa, và tuyên truyền cho chồng mình nữa, xây ngôi nhà nào cho hợp lý nhất. Đấy thì là hôm đấy là có một bà giấu tên tặng cho 1 triệu để lắp cái cửa kia nha. Ok nhá. Đấy nhá, nếu mà hôm đấy mà không để cửa thì bí như nhà ông Lía bây giờ, những nhà anh Lúa bây giờ thì bí lắm. Khó lắm, bây giờ nhà anh Lúa còn muốn phá ra đấy. Bây giờ là cái cửa này nó chỉ sát ở trong cái phòng thôi, nó không sát hết cái nhà thôi. Đống cửa hết thì nó bây giờ nhà không sát bao nhiêu. Đấy, bây giờ như xá đấy phải mua thêm đèn năng lượng đấy. Đấy anh thấy không? Nói chung là bọn em xây nhà thì bọn em xây nhà sau thì bọn em phải thay đổi đi, rút kinh nghiệm từ nhà xá, rút kinh nghiệm từ nhà thề. Nhưng mà nhà thề thì các cô chú anh nói thật là cũng không biết là khen hay không, nhưng mà cô chú cũng rất là khen nhà thề là cũng biết tiếp cận cái mới. Xá có xem video đúng không? Vợ có đọc đúng không? Vợ thì các cô chú cũng không phải khen thề nhiều, nhưng mà cái thứ nhất nhà thề thì cũng biết tiếp cận cái mới. Xây nhà đất thì cũng bé bé thôi, nhưng mà cũng đủ phòng này, có cửa kính nó sáng cái nhà ra. Mà cũng có cái bếp nó không đỡ khói. Đúng. Vì nhà thề thì cũng muốn xây cái bếp ra ngoài cũng chẳng có, nhưng nhà em không có. Không nói đấy. Thì bây giờ thì quay lại cái ngôi nhà của Ly, thì các cô chú cũng hy vọng là Ly là con gái mà cũng biết tiếp cận những cái mới ấy, thì Ly phải tuyên truyền cho bố và chồng mình đây. Và đây này, như nhà xá bên này này, hôm qua Ly đi sang bên này, đây đi sang bên này, xá bên sang này này Ly nhá. Đây, hôm qua bố em mua cái này thì các cô chú xem video thì bảo là hai cái cửa này lắp ở chỗ đằng sau như nhà xá đúng không? Thế thì bản thân em có thích cái cửa gỗ này không? Không. Đấy, tại sao không thích cái cửa gỗ này? Đẹp. Không đẹp đúng không? Đúng. Không đẹp. Cái này cửa xám. Cái công. Anh đang hỏi cái cửa gỗ này. Hai cái cửa đây gọi là cửa sổ, em hiểu không? Đúng rồi, đúng. Đây là cửa sổ. Cái cửa sổ như này thì nó sẽ lắp ở đằng sau kia. Nó sẽ lắp ở đằng sau tường kia đúng không? Nhưng mà em bảo em không thích đúng không? Đúng. Nhưng mà vì nó không đẹp.
Em biết tại sao nó một cái gì nữa nó? Cái này nó là một cái nữa bất lợi. Em biết bất lợi về cái gì? Bất lợi vì là nó không có ánh sáng. Đúng rồi. Đúng không? Khi em đóng vào, và trong đề chia mình có điện chưa? Chưa. Chưa có điện, đúng không? Thế thì em đóng vào thì nó cực kỳ tối. Đúng không? Thế nó bất lợi nữa là nó không có ánh sáng. Ví dụ như nhà ông xá bây giờ này. Xá? À. Đúng không? Bây giờ nhà em tối không? Nhà em nói cho Ly xem nào. Ở nhà em chắc là bây giờ em nó chắc là tối. Bây giờ thì em mới tiền mua tàu na cái biển là điện mặt trời vào thì nó mới sát hết nhà. Đấy nhá. Đấy nhá. Nhà người ta làm nhà rồi người ta chia sẻ cho em biết nhá. Đây thì các cô chú thì cũng biết là nói chung là gia đình em cũng không có điều kiện nhiều. Hai vợ chồng thì cũng không biết là bản thân mình đang có bao nhiêu tiền, bố mẹ có bao nhiêu tiền để cho mình làm nhà. Thì bây giờ anh nói này, thì có một bác Thùy ở Biên Hòa, Đồng Nai có gửi tặng cho vợ chồng em 1 triệu đồng. Đó, thì, các bác là cũng có tặng cho nhất là Ly ấy, nghe thấy những lời chia sẻ của cháu Ly đây. Wow. Thì thấy là cũng rất là thương Ly, một người con dâu rất là lanh lẹ, nhanh nhẹn, chăm chỉ, xá nhá. Ừ. Và cũng cũng muốn khao khát được một ngôi nhà của hai vợ chồng thật tốt đẹp ấy. Nhưng mà Ly thì cái thiệt thòi là không có tiếng nói ở trong gia đình ấy. Đôi khi mình là con dâu mình nói thì không tham gia được. Đúng đấy rồi. Nói bố lại không nghe, nhưng Ly có nói chia sẻ như vậy. Thì đây bác Thủy, bác có tặng cho hai vợ chồng em 1 triệu. Thì bác có như thế này. Bác bây giờ bản thân Ly là Ly không thích cái cửa này đúng không? Và anh cũng đã nói với các bác là cái cửa này thực ra sau này nó rất là lỗi, nó tối đen xì. Như ở nhà xá bây giờ. Đúng. Thì bác có ý kiến là như này. Cái nhà em thì chắc là cái cửa kia thì em lấy cái to to đấy. Cái không phải cái bé. Cái này còn bé tí đấy. Cái này đúng là 50 phân thôi. Ừ, 60 đấy. 60. Của em thì chỉ 1 mét ấy, 1 mét cao, 1 mét dày. Đấy, thì bên như Ly thì Ly biết rồi đấy. Bây giờ nó là thứ nhất là tối mà thứ hai là nó không đẹp. Bây giờ thì bác Thùy bác có bảo như này. Bác tặng cho vợ chồng em 1 triệu. 1 triệu này sẽ dùng để đổi cái cửa gỗ, lấy cái cửa kính. Ừ, đúng rồi. Hai vợ chồng em có đồng ý hay không? Đồng ý đổi hay không? Đó, nếu mà đồng ý đổi thì sẽ đi ra ngoài huyện đổi đến cái cửa kính kia. Còn nếu không đồng ý thì sẽ không đổi. Đó, thì em nói chuyện với chồng để xem có đồng ý hay không. Và để xem như nào. Đó. Vì đôi khi tặng quà nhớ đâu các em không thích thì sao? Đúng không? Đúng không xa? Đúng rồi. Đấy, thì bây giờ ý kiến là tặng quà các bác tặng cho hai vợ chồng em 1 triệu để thay đổi cái cửa này thành cửa kính để cho nó sáng và nó đẹp. Và sau này cái quan trọng nữa là cái cửa kính nhôm kia thì nó sẽ không bị hỏng. Ừ. Bị mưa vắt vào thì không bị sao. Ừ. Và cái quan trọng nữa là nó sáng nữa và nó đẹp nữa. Em cũng đang thích đúng không? Ừ. Đấy, thì bây giờ em nói chuyện với chồng em bảo là có bác Thùy tặng cho 1 triệu để giúp cho hai vợ chồng mình thay cái cửa này thành cái cửa kính cho nó đẹp và nó sáng nhà để cho nó khoa học hơn, đẹp cái nhà mình hơn. Thì gia đình mình có đồng ý không? Nếu gia đình mình đồng ý thì bác sẽ tặng, còn không đồng ý thì cái số tiền đấy tạm thời bác giữ lại, bác sử dụng vào việc khác. Sau đúng này rồi. Bác làm như nào thì bác sẽ thông báo sau. Đúng. Đó. Thạn tròn trò. Là mua tới chỗ tôi sống khó trông. Ở sống có khó trài. Chờ ý ông cáo bù lại mà dù tròn xí xí. Đấy, bây giờ mang này đi đổi ra quán kia. Thì xí xí. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Thôi em thế nào, có thích không? Có. Thực sự có thích không? Có. Thích không? Bây giờ đường về thì nó chắc là vui rồi. Của em chắc là thích đổ thì em không có tiền đổ. Phá nhà đi ông đổi. Phá đường mà. Phá nhà đi, nhà ông cực xấu. Vì nhà nó không chát. Ờ, chỉ nhà phá. Nó chát thì còn chát lại được. Nhưng nhà không chát thì cực gì xấu. Ừ. Vâng, cô chú ạ. Thì bây giờ cháu Ly thì chắc sẽ đại diện gia đình. Vì cháu Ly là cháu sẽ biết tiếng phổ thông. Xá cho anh mượn cái mic mới. Đưa cho Ly mới. Là Ly sao? Đây là bác Thùy ở Biên Hòa, Đồng Nai nhá. Bác sẽ tặng cho gia đình mình 1 triệu để đi thay đổi cái cửa nhá. Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Mà bác Thùy đang gửi thì cho cháu mua một cái cửa sổ. Cháu rất thích cửa sổ. Nhưng mà không có tiền thì bố đi mua một cái cửa gốc thôi. Thì em rất thích nhưng mà không có tiền thì bây giờ cháu bác đã gửi một cái tiền mua cửa sổ cho cháu. Thì cháu cảm ơn bác rất nhiều và cháu chúc bác sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, thành công. Nói chung là đây là những cái lời chia sẻ của cháu Ly. Nói chung là bây giờ anh nói thật với Ly, anh biết là Ly thì cũng biết nhiều cái hơn, khẳng định. Được đi học tiếp cận nhiều cái hơn, sách vở
và mình đôi khi mình cũng có thể xem điện thoại hay nào, mình cũng hiểu hơn người ta chứ đúng không? Mình đi học mà, mình chắc hơn với những không học. Nó hiểu hơn nhiều. Học hơn nhiều hơn nhiều. Chắc là vợ ấy cũng hiểu nhiều mà. Nó xe cái của kênh ấy, thì nó biết nhiều hơn mà. Đấy, nói chung là các cô chú là cũng muốn tốt cho mình thôi. Đấy, vì cái cửa đấy bây giờ, đấy, bà con mình không có điện, thay đổi đi là khó lắm. Thì bây giờ thì cũng rất là vui khi được thay đổi cái cửa kính rồi đúng không? Đúng rồi. Đấy thì anh hy vọng là nhà em ấy là ba ngôi nhà được xây trong cái năm 2023 mà tự gia đình tự xây, mà cũng có một phần nào của các cô chú ủng hộ, giúp ích nữa, giúp cho mình được xây nữa. Thì hy vọng là gia đình mình hãy tiếp cận những cái mới. Dạ, tiếp cận những cái mới đi nhá. Tiếp cận những cái mới mà ngôi nhà em là ngôi nhà cuối cùng. Đúng rồi. Của trong năm 2023 có thề, có xá. Và gia đình em thì mình phải nhìn từ ngôi nhà ông xá, nhìn từ ngôi nhà ông thề. Mình thấy cái nào tốt, cái nào đẹp thì mình học. Còn cái nào xấu, cái nào không phải xấu mà cái nào chưa thuận tiện với gia đình ấy thì mình bỏ cái đấy đi. Như ông xá ông cũng công nhận đấy. Ông xá làm mái ở kia, ông xá vừa tốn bờ lô này, vừa bị khói này. Và bây giờ cũng nhà cũng không bị sáng, không được sáng cho lắm. Nhà em làm cuối cùng rồi thì hãy học những cái nào thật là đẹp ở nhà ông xá, học những cái nào đẹp ở nhà ông thề về để xây thành ngôi nhà của mình, là cộng hai cái đẹp vào thì ngôi nhà mình là thành đẹp đẹp luôn. Chứ không phải nhà mình xây cuối cùng rồi bây giờ xây lại là cái lỗi nhất thì lại rất là dở đấy. Nói chung là cũng nó hầu nhà em là làm cái khuôn kia thì rất đẹp. Nhưng ví dụ nhá, cái tường này mà ra đến đây tầm tí nữa. Đến đây rồi. Để về bên này. Thì đẹp. Nói chung bây giờ thì nhà đã xây rồi thì anh cũng không can thiệp sâu. Cái phòng của em thì chắc là đến đây này. Xem ra tầm 20 phân nữa thôi là đẹp, 40 phân nữa một viên gạch nữa là đẹp. Đấy, thì bây giờ thôi, nói chung là anh cũng không dài dòng nữa, vì hôm nay thì trong thôn cũng rất là bận đúng không? Thì hôm nay là cũng rất là vui rồi khi gia đình cháu Ly cũng nhận được thêm một món quà của cô Thùy để giúp cho em Ly, cháu Ly được gọi là mãn nguyện, được giúp ích cho em Ly được cái sở thích, và em Ly cũng muốn thay đổi những cái mới để cho gia đình mình được đẹp hơn. Đâu xá nào, cầm hộ anh cái này. Đâu hai vợ chồng đứng bên này. Cho anh. Đây nhá. Bây giờ đây là cái số tiền là 1 triệu này. Anh đưa trực tay tiếp tay cho vợ là cháu Ly. Ly sẽ có phải bảo chồng mình đi đổi nhá. Anh sẽ không đưa đi nữa. Bây giờ cái này là việc lớn rồi. Chứ không phải là bé nữa đúng không? Mua ở đâu đổi đấy. Thì xá thì mua đấy biết rồi. Thì xá có thể dẫn ra bảo đổi hộ. Đấy thì mua cái cửa kính này lắp cho đẹp nhá. Vâng. Đây, chào cho em nhá. Xin cảm ơn bác nhá. Cháu chứ, cháu xin cảm ơn. Cháu xin cảm ơn bác nhá. Thì bảo chồng không biết là ngày nay hoặc ngày mai thì phải đi đổi đi. Để cho được cái cửa kính cho đẹp đẹp nhá. Xây ngôi nhà mình cho đẹp đẽ hết. Chứ ngôi nhà mình xây cuối cùng mà xây lỗi thì hơi phí ấy nhá. Vâng ạ. Thôi thì bây giờ thì hôm nay thì anh biết là nhà thề cũng đang rất là bận tất bật. Hôm nay bà con đến hộ nhà thề nữa cũng rất là bận luôn đấy. Thì thôi thì cứ cất tiền đi, bao giờ đi đổi thì đổi. Đổi để cho phù hợp với cái tiến độ xây nhà. Vì mai bác thợ mà sang xây nhà là họ xây nhanh lắm. Năm bác thợ là xây nhanh lắm. Đi đổi đi mà không thì lúc nó không có cửa mà kê. Nhá. Rồi. Đấy thì cứ đi đổi đi nhá. Còn bây giờ thì nói chung là hy vọng là cháu Ly ở đây thì sau những cái lần rút kinh nghiệm như này thì chỗ nào mà bố hoặc chồng em mà xây nhà ấy, thì em nên, các cô chú bảo em nên có quyền, em cứ nói bố xem bố đồng ý đổi thì tốt, mà bố không đồng ý thì mình cũng phải chịu biết làm sao. Nói chung là bố là người cầm tiền, bố là người quyết định hết, mình không phải là người cầm tiền nên là mình không quyết định được, nên là đôi khi mình phải góp ý cho bố nghe được thì tốt nhá. Thôi chúc mừng nhá, bây giờ thay được cái cửa dần dần rồi, bây giờ thay được cái cửa bên kia là một này. Thay được hai cái cửa này nó thành cửa kính rồi. Đấy thì ít nhất đó, nó thay đổi được rất nhiều đấy. Sau này, nhưng mà mua cửa, nếu mà mua cửa sáng thì về, anh nghĩ phải mua cửa trắng. Mua cửa kia thì hơi tối. Cái cửa kia thì em chắc là em hơi tối. Nói chung là thôi, tùy. Ra đấy xem cái cửa nào phù hợp thì cứ mua. Thích mua màu, chắc là bên cửa này mua màu trắng, chắc phải ra mua màu trắng chứ ai mua màu gỗ nữa. Đúng không? Mà màu trắng giống nhau mà nó bảo là không lấy cái cửa sổ này nó hơi túm thế. Thì lấy cái cửa sát hơn giống nhau. Nói chung là đây này. Bố em không đi được thì bảo ông xá này, xá vậy. Bố em thì không biết nói tiếng phổ thông rồi. Chắc chắn phải nhờ ông xá hoặc là ông thề đấy. Đi cùng thì bảo là đổi. Vì
chú Sử là không biết nói tiếng phổ thông, mua cũng không biết nói. Mà hôm đấy thì có xá cũng đi mua thì có thể xá xuống. Còn ví dụ nếu mà mai ấy, mai mà đi đổi thì có thể gọi anh xuống anh bảo cho chị đấy thì ok thôi anh. Nhưng mà nếu mà chiều nay em đi ra thì anh lại chưa ra kịp ấy, thì xá cũng bảo chị đấy. Chắc chị đấy nhìn mặt chị nhớ mà. Nhá, thôi cứ đi nghỉ ngơi, có thể sang nhà thề giúp liên hoan thì ra thôi. Nhưng mà thôi, cố gắng nhá, đi nhá. Thôi, anh em mình sẽ đi ra đây cho cô chú xem biết một chút cái tiến độ ngôi nhà của cháu Ly các cô chú nhá. Thì xem ngôi nhà đã xây đến đâu rồi. Đây thì em Tuyên với Xá đi tham quan một tí. Thế theo Xá, ví dụ nhà chú Sử xây bằng này liệu thiếu hay thừa gắt? Anh nhìn này nó hơi bén tí nha, chắc là đủ. Bề kia thì chắc là nó chưa đủ nhá. Bề kia thì nó sâu. À nó sâu. Ừ. À, nhưng mà gạch đây chưa đủ ấy. 2000 ấy. 2000 chưa đủ được. Em giống như em là 19 viên gạch cơ mà. Không đủ đâu. Đây còn chưa thấy thừa, đây mới được một hàng này, đây này. Chưa đủ đâu. Đúng. Ở bên kia chắc là có. À, ở bên kia còn một ít nữa nhỉ? Ở bên dưới kia. Chắc là đủ ạ. Nói chung là cũng nhờ ông Xá đấy. Nhờ ông Xá là ông đi đầu, ông xây nhà bắt đầu bà con mới dám quyết tâm đi vay mượn để xây nhà đấy. Ờ, có một trống một chó đó đấy này. Nhiều, không ý. Nhiều lắm đấy. Hy vọng là từ bà con nhìn thấy nhà Xá, nhà chú Sử, nhà thề, xong rồi những gia đình khác là cũng cố gắng quyết tâm vay mượn. Làm ăn kinh tế mà xây được những ngôi nhà xây như này. Còn nhỏ. Rồi, chắc là đủ. Không, anh nghĩ chưa đủ đâu. Nói chung là, đấy, chỗ này đáng lẽ phải có cái cửa ở đây nữa. Mà thôi, không cần, nhà đang có không có điều kiện rồi. Làm lắm cửa sổ cũng mất thêm 1 triệu nữa, không có lắm. Đúng rồi, chị nó tính hai cái lỗ này nha, nó chỉ là mới 2 triệu á. Nhưng mà chỗ bếp kia nhá, không có cửa như nhà thề thì nó rất là tối. Nghĩa sau này em thái thịt nó tối chứ? Vâng, đúng rồi. Đấy, chú Sử không xây ống khói. Đây hiện tại là không thấy ống khói này. Hết hà rào. Hả? Nó bảo xây ra một tí thì hết hà rào. Xây chỗ nào? Cái này. Ống khói cơ mà. Xây kiểu gì? Nó bảo xây giống như nhà đa bà cháu mà hết hà rào. Ông khó xây ra ngày không xây giống nhau. Thế bên đây đất là nhà anh Thà cơ mà. Ờ, nhà đây của nhà anh Thà mà. Ừ, thế bên xây kiểu gì chỗ này nữa? Cái này không xây được. Cái này chỉ xây vùng nó giống nhau nhà thề thôi. Ừ, chứ cần gì phải xây ra ngoài. Xây như nhà thề được mà. Cái gầy này ở đây. Cái này là cái cô chú tặng à? Ừ, cái khuôn gạch là cô chú tặng. Có hai chú tặng. Khuôn nửa này to và giống nhau hai cái khuôn mẫu giống kia hết kích thước lấy cái kia để cho bà con sau này bà con có thể là ai xây nhà thì bà con sẽ dùng cái đấy dùng không phải đi thuê nữa. Và cái thứ hai là chúng ta sớm một tí thì đầu trước em làm thì không biết tiền thế ngay bây giờ em bỏ rồi khốn vết. Đấy thì sau này bà con ai xây nhà thì không phải thuê. Và thứ hai là sau này chỗ nào xây nhà bà con địa chia mình có quyền cho thuê để lấy tiền về. Đúng rồi. Nhá. Đúng rồi. Và tiền về đấy để quỹ cho vào quỹ của địa chia. Vâng. Đó. Đấy thì các cô chú ở đây thì em Tuyên cho các cô chú xem qua này. Ngày hôm qua thợ xây khá là nhanh. Hiện tại bên kia không thể ống khói. Em Tuyên cũng không ăn tiệm sâu nhá. Kệ gia đình nhá. Còn bây giờ thì công nhà là như vậy. Còn nói chung là gia đình bảo rồi, không có ống khói, không có bệ vệ sinh thì chú ấy không chuẩn chú không tặng sẽ không nói nhiều. Vấn đề đấy thì em Tuyên sẽ không can thiệp vì mỗi gia đình có một ý tưởng khác nhau và ngày hôm nay thì em Tuyên phải thông báo gấp cái món quà đấy để cho gia đình em đấy đi thay đổi đi. Chứ nếu mà không thay đổi nhá, sau này mai kia đặt thành khung như này thì sẽ không xuống. Đó thì cảm ơn cô Thùy ở bên Hòa Đồng Nai đã có món quà rất là kịp thời để giúp cho cháu Ly được đúng với cái nguyện vọng của mình là được cửa kính đẹp như này. Giờ là hài gió, giờ là gió luôn táo rồi. Thế chỉ tao đúng ví dụ xấu hao chê. Nhưng mà xấu nó là một cái nhưng mà nó không có công năng, không có hiệu suất. Nên như thế tốt chọn gì hả? Cho chọn đúng đúng. Cô đã thay đổi cho rồi thì rất là tuyệt vời rồi. Vâng, cô chú ạ, thì nói chung là em Tuyên một lần nữa rất là cảm ơn một bác giấu tên đã ủng hộ cho gia đình, nhất là cháu Ly 1 triệu đồng để lắp một cái cửa tôn như kia. Và thứ hai, cảm ơn bác Thùy đã có một phần quà là 1 triệu đồng để thay đổi hai cái cửa gỗ thành cửa kính rất là đẹp hiện đại
thì cũng giúp cho cháu Ly có một cái ngôi nhà nó đẹp đẽ hơn, và cái nguyện vọng của cháu Ly nó thành hiện thực. Vì cháu Ly thì nó rất thiệt thòi, người con gái ở đây thì cũng không có lời nói, khi nói ra thì bố cũng không nghe. Vì nói chung là bố cũng phải lừa vào cái kinh tế của gia đình mình, các cô chú ạ. Thì cảm ơn các cô chú rất nhiều đã có những cái món quà rất là kịp thời. Phải kịp thời đấy, nếu mai, chẳng mẽ ngày mai thôi, ngày mai cái cửa gỗ mà đặt lên hàng gạch như này thì em Tuyên nghĩ rằng lúc đấy sẽ không kịp nữa rồi. Lúc đấy phá ra thì cái cửa gỗ nó dính xi măng rồi, thì đi đổi cũng không được. Mà lúc đấy mà xây cao lên rồi phá ra cũng rất là mất công. Nói chung là rất cảm ơn các cô chú đã có món quà kịp thời để chấp cánh ước mơ của cháu Ly có một ngôi nhà thật là đẹp đẽ nhé. Còn em Tuyên cũng chỉ xin nói là cái mẫu nhà hay như nào, em Tuyên cũng sẽ không can thiệp vào sâu. Vì ở đây thì em Tuyên chỉ biết giúp bà con là có thể chia sẻ những hình ảnh lên để các cô chú có thể kết duyên, xe duyên, giúp đỡ được như nào thì do từng gia đình như đấy. Chứ em Tuyên không có quyền can thiệp sâu vào những mẫu nhà, vì em Tuyên không là gì cả. Và em Tuyên cũng không là người trả hoàn toàn 100% cái tiền ngôi nhà này. Nên là em Tuyên cũng không dám can thiệp sâu với mọi người nhé. Góp ý với gia đình nào nghe thì là việc của gia đình ấy, còn không nghe là quả việc gia đình ấy. Nên là em Tuyên cũng xin phép các cô chú hiểu và thông cảm cho em Tuyên nhé. Còn bây giờ thì như mọi người thấy là trời cũng đã tối rồi, khá là tối rồi. Ngày hôm nay phải kịp thời thông báo, chứ không kịp thì cái cửa ngày mai được xây lên thì nó sẽ muộn mất. Nên là cũng rất là cảm ơn các cô chú đã có món quà và tin vui kịp thời đối với gia đình. Còn bây giờ thì em Tuyên có lẽ là xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hẹn tất cả cô chú anh chị ở những video. Mọi người thấy video của em Tuyên hay, ý nghĩa thì hãy cho em Tuyên xin một like và chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng theo dõi những video mới nhất nhé. Còn bây giờ em Tuyên xin chào, hẹn gặp lại mọi người.